chuẩn bị vô tù hay vô mấy trại giam luôn. Đàm Vĩnh Hưng, Quách Tấn Du và 8 ca sĩ nổi tiếng nhất, mười mấy ca sĩ không chừng, vô hát phục vụ cho trại tù. Mấy ông lớn vừa vô T30 nè, rồi mấy cái trại giam Chí Hòa, những trại qua gì Biên Hòa rồi. Chuẩn bị mấy ông lớn vô nhiều lắm rồi. Giờ thầy phải vô diễn tả đóng hề cho mấy ông ở tù coi, mấy bà tù nghe, rồi rồi mấy ca sĩ phải hát cắt tiếng lên cho hay. Trời ơi, hồi xưa giờ phủ tướng vô tù, giờ phủ tướng cũng vô tù khăm mày. Bây giờ tự nhiên cái mấy ca sĩ nổi tiếng nhất cũng đi vô hát cho người tù nghe. Ở tụi con ráng làm việc đi, vô tù sướng lắm đức. Mà có tao nói trời nói, nhưng mà cái chuyện sự thật sẵn ra là sự thật đúng không? Giờ mày nổ cho dữ nhưng mà sự thật nó vẫn là sự thật đi. Giống như vợ chồng tao nói xấu cũng vợ chồng của mình. Dạ mến chào chú anh chị, hôm nay giờ ban nghiện có mua bún của cúng dường cho thầy Thích Tâm Phúc. Dạ mời cô chú anh chị xem. Chưa ăn mà. Chưa ăn con ạ. Ừ, ở nay ngày tình ăn cái bát ăn chuối nha. Vô. Ra. Ăn xuống à, đưa lên. Học chưa? Phải gần cổ luôn nha. Có tình điểm ăn chuối không? Tình điểm ăn chuối không? Này dám ăn chuối quá tính vô luôn. Chuối nào cũng ăn á, nhỏ ăn to ăn lớn gì ca sĩ nào cũng muốn hết á, có là ăn được rồi, không cần nhỏ to gì. Hàng nào cũng xài được. Bị chọc không à, bởi vậy nó dặn thầy vô bị chích chết dịch chứ thầy à. Ca sĩ người ta đang yêu mến thầy, bị chọc cho người ta dặn thầy ta bỏ là mày cô đơn luôn á. Có ca sĩ thì hát hu vui vẻ rồi mình cũng vui, tới ngày khọt khọt ca sĩ thì cũng có người này người tốt người xấu đúng không? Ca sĩ cũng vậy, con đâu phải gom cả nắm hết đâu. Người nào làm người cũng nói thẳng người đó đi, còn ta làm cái hát nó không liên quan gì tới cái khác, tiền nó khác mà hát nó khác. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yakkhavali pula puli ulenti sakkhalang eva maitunang betanang ubhakkhappati bhagittang tunang. Hi pa me wa samit sato sape pulento sangkapo chanto banayeso yakha safi tiyo viwa santu sa palo ko ina sato mate wa wat antala yo suki kha yuko kawa kiwa kasane chân khu ta và chả yên ô chả ta lô khám ma wa tham ti a chú pa no su khang phật năng chả tu cung dược hành cung dược
cúng dường khanh tịnh pháp ăn tỳ lô danh Phật thiên báo của hạng Khất Ca Mâu Ni Phật đương lai hạ sanh Di Lạc tôn Phật Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật thập phương tâm thế nhất thiết chư Phật đại trí văn khổ sơ lợi Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát đại bi quan cái âm Bồ Tát chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Tâm được lục vị cúng Phật cập tăng pháp chư hữu tình phổ đồng cúng dường nhược hoàng Phật khởi đứng nguyện chúng sanh thiện diệt quy hợp pháp hỷ sung mãn. Thiếu cái muỗng, thiếu cái muỗng còn à, không có muỗng chơi đũa. Mà đổ thứ nhất nguyện đồng nhất thiết ác đổ nguyện giới thiện độ nguyện độ trước khi chúng sanh ngũ quan quan thứ nhất kể công nhiều ít rồi đem đến cúng dường quán thứ hai xét đức hạnh của mình thiếu mà cúng dường quán thứ ba ngừa tham sân si là cội gốc quán thứ tư chính là vị cúc hay để chữa bệnh thu gầy quán thứ năm vì hành đạo nghiệp mà có cơm này đại bàn kim xí điểu quán trả quỷ hằng chúng la sát tiểu màu cam đồ tách xuống bản án một đế tối hạ 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 huyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh điều tròn khánh Phật đạo. Rồi chúng ta hãy ăn gì chỉ hiểu đi. Bún dịch, bún dịch ăn vô cho hết dịch, nào là ăn vô mất dịch. Ai không mất dịch ăn vô cho mất dịch, không mất tôi ăn vô cho mất tôi. Mày ổn nấp rồi. Đó đi chiến tranh xong giờ nó còn có ba cái giò này. Nè, đó nó đi chiến tranh bây giờ nó còn có ba cái chân. Nó đi ăn dụng cấp đồ của ta. Tôi chặt giò nó.
Ghê. Xong rồi ra đây chờ. Xong rồi ra chờ. Có cài được Win vuột miễn phí rồi đó. Cài được. Cài phải tốn tiền. Cao ráo. Tướng nó đẹp ha. Nó tập tạ nữa là làm sao không có mắc được cái bụng kêu bằng 6 múi. Thứ hai nữa sữa thầy chơi riêng nó u quan. Đổ hờ nha. Nhưng mà ổ cứng hãy nói nghe nè, cái ổ cứng một lần nó còn trong mình, chỉ nó đâu nó có phần mềm hết rồi mà, chỉ cài lại rồi được mà. Một lần mình có Win có buộc hết rồi. Thầy lên lịch rồi, chuẩn bị vô tù. Thầy vô máy chạy giam luôn. Đàm Vĩnh Hưng, Quách Tấn Du và 8 ca sĩ nổi tiếng nhất, mười mấy ca sĩ không chừng, vô hát phục vụ cho chạy tù. Mấy ông lớn vượt vô, T30 nè, rồi mấy cái chạy giam Chí Hòa, những chạy qua gì Biên Hòa rồi. Chuẩn bị, mấy ông lớn vô nhiều lắm rồi. Giờ thầy phải vô diễn tả, đóng hề cho mấy ông ở tù coi, mấy bà tù nghe. Rồi mấy ca sĩ phải hát cắt tiếng lên cho hay. Trời ơi, xưa giờ phủ tướng vô tù, giờ phủ tướng cũng vô tù khăm mày. Bây giờ tự nhiên cái mấy ca sĩ nổi tiếng nhất cũng đi vô hát cho người tù nghe. Ở tụi con ráng làm việc đi, vô tù sướng lắm, đức ca sĩ. Thầy vô tù luôn hả? Ừ, thầy vô tù. Vô chạy giam chơi, lên danh sách rồi. Được khách mời đặc biệt, vô tù diễn cho tù nghe. Nhưng mà đâu cho vô quay nha thầy. Cho quay cho YouTube quay thoải mái à. Mà YouTube của mày có tù không? Mày phải là ở trại giam đó, là đại ca YouTube ở trại giam, không được YouTube ngoài đường. Giờ mày làm gì có thời đưa vô đó đi rồi mới quay quay. Hồi xưa tao nhớ mày ở tù, giờ mày vô lần nữa cũng đâu sao đâu. Mày làm mày quýnh người nào cái nó kiện nghe mình vô liền à, khỏi lo. Quách Tấn Du hay vô đó hát đó thầy. Học Sơn nữa. Đàm Vĩnh Hưng nữa. Đàm Vĩnh Hưng có đứa con trai ngon lắm á. Dạ. Còn nhỏ không cho hát biết đâu mà mốt nó ngọt tiếng rồi. Nó có vợ sao có con thầy ha? Nó có vợ, vợ nó là nhìn gì Nga Nga gì Quý Nga, Khí Nga đó. Khí Nga là người là giám đốc của
của tổ chức sự kiện một cái sân khấu lớn ở bên Mỹ á. Mỹ hả? Mấy nhỏ Thúy Nga đó. Không phải Thúy Nga là Thanh Bạch. Thanh Bạch với Thúy Nga. Nói chung tên gì Nga đó. Thúy Nga bài này. Ừ, không biết Thúy Nga gì đó, ai biết, ai ngồi điều tra ba lý lịch của người ta. Nhưng mà hay nói giới thiệu á, nghe chứ ai biết đâu. Thôi lát đi để ăn khách hàng.